Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ tư ngày 3 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018. Thanh niên trẻ Hoàng Quang Đông làm giàu từ chế biến tinh bột nghệ. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì buổi làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Cùng dự có đồng chí Trần Quốc Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Qua công tác kiểm tra ở các địa phương cho thấy nhiều nơi cán bộ quản lý chưa làm hết trách nhiệm được giao, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở chưa chặt chẽ, giải quyết đơn thư công dân tại cơ sở chưa đạt hiệu quả, có biểu hiện đùn đẩy đơn thư lên cấp trên. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến sai phạm xảy ra tại cơ sở. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh buổi làm việc này nhằm lắng nghe ý kiến đóng góp của các cán bộ làm công tác kiểm tra từ tỉnh đến cơ sở về những thuận lợi khó khăn trong quá trình triển khai nhiệm vụ giải pháp để xử lý hiệu quả tình trạng bán đất trái thẩm quyền ở một số địa phương, xử lý nghiêm các vi phạm để nâng cao kỷ luật kỷ cương của Đảng, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, từ các ý kiến tại hội nghị, yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổng hợp rút kinh nghiệm, từ đó đưa ra các văn bản cụ thể, biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả quản lý ở các địa phương, góp phần phòng ngừa sai phạm. Cần nghiên cứu đưa ra các văn bản để nâng cao hiệu quả quản lý, hiệu quả hoạt động của Ủy ban Kiểm tra các cấp. Qua một số vụ việc xảy ra cho thấy kỷ cương trong Đảng ở một số cơ sở có biểu hiện buông lỏng để xảy ra sai phạm nhưng không ngăn chặn khắc phục kịp thời mà tiếp tục tái diễn. Đồng chí yêu cầu làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra, góp phần giữ vững ổn định địa phương, ổn định xã hội và hạn chế thấp nhất các mặt tiêu cực. Sáng nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy. Năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cấp ủy, cùng cấp lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo và học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đạt nhiều kết quả. Qua đó, góp phần động viên cán bộ đảng viên và nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2017, với kết quả đạt được khá toàn diện. Ngành tuyên giáo đã có nhiều đổi mới trong công tác hoạt động, làm tốt công tác dự tính dự báo để định hướng dư luận. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, năm 2018, Chính phủ lấy là năm kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tinh giản biên chế. Vì vậy, ngành tuyên giáo cần xây dựng kế hoạch để cùng với các sở ngành địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, thực hiện hiệu quả công tác truyền thông, định hướng để tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, đấu tranh phê phán những luận điệu sai trái của các thế lực xấu, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường tuyên truyền đấu tranh xử lý xe quá khổ, quá tải, khai thác cát trái phép, bảo đảm an ninh trật tự nông thôn. Cán bộ làm công tác tuyên giáo phải là những hạt nhân tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối, pháp luật của Đảng và Nhà nước để mọi người hiểu, chấp hành. Tại hội nghị, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên trao huân chương lao động hạng 3 cho đồng chí Vũ Văn Toàn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, công bố quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Kim Thúy giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp tuyên giáo, khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu. Sáng nay, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia,
chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban An toàn Giao thông tỉnh. Năm 2017, toàn quốc xảy ra hơn 20.000 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 8,2 nghìn người, hơn 17.000 người bị thương. So với năm 2016, tai nạn giao thông trên toàn quốc giảm 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Năm 2018, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia lựa chọn chủ đề An toàn giao thông cho trẻ em. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu năm 2018, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Ban An toàn Giao thông các tỉnh, thành phố chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp ngay từ những tháng đầu và quý đầu, gắn trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong phạm vi chức năng nhiệm vụ thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị thực thi công vụ, tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trước hết là chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành vận tải, điều khiển giao thông, giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đồng thời phải tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất. Cũng trong sáng nay, đoàn công tác liên bộ do đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương làm trưởng đoàn đã đến thẩm tra khảo sát thực tế tại huyện Mỹ Hào để công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi làm việc, đoàn công tác liên bộ đã ghi nhận những kết quả huyện Mỹ Hào đạt được trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện đã có 12 trên 12 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời chỉ ra những điểm hạn chế trong việc làm hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới như một số mốc thời gian và số liệu chưa logic khoa học, đánh giá nhận xét một số sở ngành chưa chi tiết cụ thể, môi trường nông thôn còn nhiều nơi chưa sạch đẹp. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Quang tiếp thu những ý kiến đóng góp của đoàn làm việc liên bộ và khẳng định sự quyết tâm chỉ đạo của tỉnh trong việc xây dựng huyện Mỹ Hào đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Đồng chí nhấn mạnh, quan điểm của tỉnh và huyện Mỹ Hào trong xây dựng nông thôn mới không vì thành tích mà phải thực chất nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Do vậy, các sở ngành phải khắc phục những tồn tại hạn chế, đánh giá đúng chất lượng các tiêu chí. Riêng huyện Mỹ Hào phải có giải pháp khắc phục nhanh những hạn chế đoàn công tác đã nêu. Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh phối hợp với huyện nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận huyện Mỹ Hào đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Trước đó, đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế tại một số điểm trên địa bàn huyện Mỹ Hào như nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp Thăng Long 2, khu tưởng niệm tướng công Nguyễn Thiện Thuật và cụm di tích chùa Sùng Bảo, hệ thống xử lý nước thải của công ty cổ phần sản xuất nhập khẩu Phương Đông, hợp tác xã thủy sản Hòa Phong, trường tiểu học Minh Đức, trường trung học phổ thông Hồng Đức và làng nghề sản xuất Tương Bần. Bưu điện tỉnh vừa tổ chức đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2017, Bưu điện tỉnh có tổng doanh thu đạt trên 164 tỷ đồng, tăng 55,7% so với năm 2016. Các nhóm dịch vụ như chuyển phát, dịch vụ tài chính, dịch vụ phân phối truyền thông đều tăng cao. Công ty đã thực hiện được ngân sách nhà nước ước đạt 2 tỷ 750 triệu đồng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng yêu cầu thời gian tới Bưu điện tỉnh cần phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông, các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh liên kết mạng lưới vận hành hiệu quả các loại hình dịch vụ, tạo bước đổi mới, đột phá trong chuyển phát thương mại điện tử, tăng cường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh tiếp thị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, làm tốt công tác kiểm tra định kỳ, kiện toàn hệ thống chiếm lĩnh thị trường và giữ thị phần tăng doanh thu, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực hành chính công, chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội, triển khai hiệu quả điểm bưu điện văn hóa xã hoạt động theo mô hình đa dịch vụ. Nhân dịp này, Bưu điện tỉnh đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc, nhiều tập thể cá nhân cũng được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Nhờ làm tốt công tác quản trị doanh nghiệp, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh hiệu quả, năm 2017, công ty điện lực Hưng Yên đã đạt doanh thu trên 6.000 tỷ đồng, tăng gần 700 tỷ đồng so với năm 2016. Năm 2017, công ty điện lực Hưng Yên đã đưa hàng chục sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong quản lý vận hành thiết bị điện áp dụng vào sản xuất, điển hình như phần mềm giám sát và vận hành từ xa với trạm biến áp không người trực vào sử dụng. Phần mềm quản lý công tơ điện tử nâng cao độ chính xác và an toàn cho khách hàng. Thực hiện tốt quy trình 5S trong doanh nghiệp, đảm bảo tốt các khâu từ tiếp nhận thông tin khách hàng,
với các giao dịch như hợp đồng mua bán điện, chi trả tiền điện, hợp đồng dự án xây dựng công trình điện. Năm 2017, công ty đã đạt doanh thu 6.070 tỷ đồng, tăng gần 700 tỷ đồng so với năm 2016 và nộp thuế cho nhà nước đạt trên 1.200 tỷ đồng. Hiện thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên đạt trên 15 triệu đồng một người trên tháng. Là một trong những doanh nghiệp nước ngoài, bên cạnh việc làm tốt công tác sản xuất kinh doanh, chăm lo và bảo vệ quyền lợi cho người lao động, công ty may Hanet Brands đóng trên địa bàn huyện Khoái Châu đã tích cực tham gia công tác an sinh xã hội. Công ty Hanet Brands, doanh nghiệp của Mỹ, đầu tư vào Việt Nam từ năm 2007. Với đội ngũ nhân viên 12.000 người, chiếm hơn 20% tổng lao động trên toàn cầu của tập đoàn. Từ năm 2011 đến nay, hàng năm, công ty đều trích quỹ phúc lợi để hỗ trợ xây dựng các trường học trên địa bàn huyện Khoái Châu. Đã hỗ trợ đầu tư xây dựng 9 trường học, gồm xây mới trường mầm non An Bình, cải tạo 2 phòng học trường mầm non An Bình, cải tạo trạm y tế xã Dân Tiến, hỗ trợ kinh phí xây mới trường mầm non Bình Dân, Tân Dân, trường mầm non thôn 1 xã Ông Đình, cải tạo trường dạy nghề cho người khuyết tật huyện Khoái Châu, hỗ trợ kinh phí xây mới trường mầm non xã An Vĩ, trường mầm non Ninh Vũ, xã Bình Kiều. Năm 2017, công ty hỗ trợ kinh phí xây mới trường mầm non Việt Hòa với tổng trị giá gần 6 tỷ đồng. Được biết năm 2018, công ty sẽ tiếp tục hỗ trợ xây dựng một số trường mầm non trên địa bàn huyện Khoái Châu. Chương trình thời sự xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Trong khi nhiều tuyến đường dân sinh và đường ra đồng trên địa bàn thành phố Hưng Yên xuống cấp chưa có vốn đầu tư, thì ở phường Hiến Nam có một đoạn đường đầu tư hàng tỷ đồng nhưng không phát huy hiệu quả. Đó là đoạn đường nằm ở ngoài bãi sông Hồng phía hạ lưu cầu Yên Lệnh, song song với đường vành đai chở vật liệu xây dựng. Đoạn đường này có chiều dài 600m, rộng 5m, được đổ bê tông kiên cố. Tuy vậy, sau 3 năm hoàn thành nhưng không phát huy hiệu quả bởi cả hai đầu tuyến chưa được đấu nối. Nếu muốn đi vào con đường này thì chỉ có xe máy hoặc xe ô tô nhỏ vì đường hai đầu tuyến vẫn là các bờ mương máng nhỏ, gồ ghề, xe tải không thể vào được. Do không có phương tiện qua lại nên đoạn đường này bị cây cối che phủ. Trong khi đó, con đường nằm giữa vùng canh tác chuối của nông dân nhưng người dân vẫn không thể vận chuyển chuối bằng ô tô mà phải dùng xe máy. Vì vậy, đoạn đường được đầu tư hàng tỷ đồng nhưng không phát huy hiệu quả và gây lãng phí. Thời điểm này, vùng trồng hoa ở xã Xuân Quan, huyện Văn Giang đã bắt đầu tấp nập, hàng ngày thu hút khá nhiều khách thập phương đến tìm mua và chiêm ngưỡng. Nơi đây đã và đang thực sự trở thành trung tâm tiêu thụ hoa cây cảnh của khu vực. Theo các hộ kinh doanh ở đây cho biết, trung bình mỗi ngày có hàng trăm lượt khách đến tham quan, chiêm ngưỡng và mua các sản phẩm hoa. Đáng chú ý, trong đó có khá nhiều thương lái đến mua số lượng lớn mang đi nơi khác tiêu thụ. Nơi đây thực sự đã trở thành trung tâm phân phối hoa cho khu vực miền Bắc. Ngoài hàng trăm hộ trồng, sản xuất hoa thì Xuân Quan còn có 4 doanh nghiệp lớn tiêu thụ và giới thiệu sản phẩm các mặt hàng hoa cây cảnh sản xuất tại địa phương. Hơn nữa, để đa dạng mẫu mã đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, các hộ kinh doanh ở đây còn nhập về rất nhiều các loại hoa cây cảnh, cây kiểng của các địa phương khác như Đà Lạt, Sa Đéc, một số loại hoa nhập từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hà Lan để cung cấp cho thị trường Tết. Thưa quý vị và các bạn, cây nghệ ở xã Chí Tân, huyện Khoái Châu phát triển và có thương hiệu như hiện nay có sự đóng góp không nhỏ của chàng trai trẻ Hoàng Quang Đông, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Minh Châu, Hưng Yên. Người chế biến củ nghệ địa phương trở thành những sản phẩm chất lượng và có giá trị kinh tế cao. Anh Đông là người đi tiên phong sản xuất tinh bột nghệ sạch, không những cung cấp cho người tiêu dùng trong nước mà còn xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Sinh năm 1980 tại thôn Tân Hưng, xã Chí Tân, gắn bó với cây nghệ từ khi còn nhỏ. Năm 2008, anh Đông quyết định khởi nghiệp tại quê hương bằng việc trồng nghệ và thu mua chế biến nghệ tươi. Thời điểm đó, sản phẩm từ nghệ chưa đa dạng, chủ yếu là bán nghệ tươi cho thương lái và chế biến bột nghệ nên giá thành không cao, đầu ra lại bấp bênh. Sau nhiều lần chăn trở, đi tham khảo thị trường ở một số nơi, anh Đông quyết tâm lựa chọn cho mình và cho nghệ Chí Tân một hướng đi mới, đó là sản xuất tinh bột nghệ sạch, biến củ nghệ thành sản phẩm cho giá trị kinh tế cao. Sau một cái chuyến đi công tác Ấn Độ thì tôi mới thấy cái giá trị của nghệ. Nghệ bên Ấn Độ, cái hoạt chất nó không cao hơn so với cái hoạt chất curcumin hiện tại mà đang cái vùng nghệ Chí Tân, nghệ truyền thống mình có. Đây là cái động lực để mình sẽ phải phát triển, thậm chí là phải nâng một cái tầm cao mới lên cái nghệ truyền thống Chí Tân này. Thế nhưng từ cơ hội đến thành công lại là cả một chặng đường khó khăn, thiếu vốn
hàng tấn nghệ tươi và nghệ thái lát tồn đọng khiến anh Đông đứng trước hai lựa chọn: tiếp tục sản xuất thủ công nhỏ lẻ hoặc là vay mượn bạn bè mạnh dạn đầu tư mua sắm máy móc hiện đại để sản xuất tinh bột nghệ chất lượng cao. Nhờ có sự ủng hộ của bạn đời, sự giúp đỡ của bạn bè người thân, anh Đông dần vượt qua khó khăn và bắt đầu sản xuất tinh bột nghệ sạch từ nguồn nguyên liệu nghệ tươi trong xã. Dấu mốc đầu tiên vào năm 2011 khi vợ chồng anh thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Minh Châu Hương Yên với mục tiêu tạo ra sản phẩm tinh bột nghệ nguyên chất đảm bảo an toàn thực phẩm. Anh Đông đã đầu tư trên 1 tỷ đồng để mua hệ thống dây chuyền máy móc hiện đại từ khâu chế biến nguyên liệu khô cho đến sấy, chiết xuất, chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Phòng sấy lạnh được anh dày công nghiên cứu, tìm tòi để làm sao giữ nguyên được màu sắc, hàm lượng curcumin cao và hương vị truyền thống của nghệ Chi Tân. Tôi rất chú trọng, đặc biệt là cái khâu vệ sinh an toàn thực phẩm. Tôi đầu tư rất là bài bản, rất là hiện đại, mà trên thị trường làm tinh bột nghệ là chưa có. Và đặc biệt hơn nữa là khi tinh được sấy thế này thì nó khác hơn rất nhiều so với các cái tinh hiện đang sấy đang có trên thị trường. Thứ nhất là nó sẽ vô trùng, và thứ hai nữa là nó vẫn giữ được cái màu sắc và cái hương vị nghệ truyền thống. Sau nhiều lần vận hành thử, chấp nhận bỏ đi lượng lớn sản phẩm chưa đạt yêu cầu, cuối cùng anh Đông đã thu được loại tinh bột nghệ như mong muốn, đạt chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, hàm lượng curcumin cao. Nếu như 1 kg nghệ tươi chỉ có giá trên dưới 20.000 đồng, thì 1 kg tinh bột nghệ có giá bán gấp 50 lần, từ 800.000 đến 1 triệu đồng 1 kg. Sản phẩm tinh bột nghệ Hoàng Minh Châu Hương Yên của anh Đông hiện đã có thương hiệu trên thị trường, có mặt trong các siêu thị Vimas, Vimac, đặc biệt được xuất khẩu sang Ukraine, Ấn Độ, Trung Quốc, Trung Đông. Mỗi năm công ty của anh xuất bán ra thị trường từ 5 đến 7 tấn tinh bột nghệ, đem lại cho gia đình 2 tỷ đồng lợi nhuận mỗi năm. Cuối tháng 11 vừa qua, sản phẩm tinh bột nghệ Hoàng Minh Châu Hương Yên được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh là sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu. Đây là một trong 3 nông sản của tỉnh ta cùng với chuối tiêu hồng 3T và gà Đông Tảo được tôn vinh. Trong kế hoạch là tôi sẽ liên doanh với một tập đoàn của nước ngoài để mở rộng vùng nguyên liệu này. Thứ nhất, thứ hai là mở rộng nhà máy, và đặc biệt là cái quy cách trồng, thu hoạch và sau thu hoạch phải đạt tiêu chuẩn quốc tế để hướng tới những cái thị trường khó tính nhất có thể. Hiện anh Đông còn đi đầu trong việc mời các chuyên gia nước ngoài về nghiên cứu chất lượng được tính của nghệ đỏ Chi Tân. Trung bình mỗi năm, công ty anh Đông thu mua khoảng 300 tấn nghệ tươi của nông dân trong xã, góp phần tạo đầu ra ổn định cho cây nghệ. Hiện nay, cả xã Chi Tân có gần 200 hectare trồng nghệ, hầu hết các hộ dân đã chuyển từ trồng lúa sang trồng nghệ. Bình quân một sào nghệ cho thu lãi từ 15 đến 20 triệu đồng. Phát triển ra cây nghệ đến giờ thì hơn hẳn cây lúa. Lúa thì một năm được có một sào được có 2 tạ thóc đến tạ rưỡi, nhưng mà nghệ này thì được độ tấn hơn tấn. Thế từ ngày bác Đông bác ra đến giờ thì cây nghệ phát triển tốt. Người dân Chi Tân chúng tôi thì mấy năm trở lại đây cây nghệ là có chiều hướng phát triển mạnh, cho nên là nhu cầu đời sống của nhân dân là có điều kiện khá hơn. Đưa nghệ Chi Tân đến với thị trường khó tính để nông sản địa phương có đầu ra ổn định, đem lại thu nhập cao cho người nông dân là mục tiêu mà anh Đông đã đang và tiếp tục hướng đến. Với ý chí dám nghĩ dám làm, không ngại khó ngại khổ, quyết tâm tìm hướng đi mới, câu chuyện về chàng trai 8X Hoàng Quang Đông làm tinh bột nghệ sạch là một tấm gương sáng về thanh niên khởi nghiệp thành công trên chính đồng đất quê hương bằng chính cây trồng truyền thống của địa phương mình. Hội Nông dân phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên và Hội Nông dân xã Tiền Phong, huyện Ân Thi vừa tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2018-2023. Đây là những đơn vị được chọn làm điểm tổ chức đại hội cấp xã, phường, thị trấn của huyện và thành phố. Hiện phường Lam Sơn có 1.300 hội viên, các phong trào thi đua yêu nước được hội phát triển sâu rộng có chất lượng, thu hút đông đảo nông dân tham gia. Hội đã tín chấp trên 3 tỷ đồng từ các nguồn vốn cho 250 lượt hội viên vay phát triển kinh tế, giúp đỡ được nhiều hộ thoát nghèo. Nhiệm kỳ qua, toàn phường có 700 hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã Tiền Phong, huyện Ân Thi đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
hội đã phối hợp cùng với hội nông dân, huyện, các cơ quan chuyên môn tổ chức 40 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, thú y, bảo vệ thực vật, sử dụng phân bón cho cây trồng, tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Hàng năm qua bình xét hội có 60,5% số hộ đăng ký đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Theo kế hoạch, cấp hội nông dân cơ sở sẽ hoàn thành đại hội điểm trong tháng 1, cấp huyện trong tháng 4. Đại hội đại biểu hội nông dân tỉnh lần thứ 9 nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ được tổ chức vào tháng 9 năm 2018.